Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của Việt Catholic. Trong chương trình này như ý sẽ trình bày với các bạn cách làm Zoom Transition. Trước hết xin mời các bạn theo dõi clip sau. Xin chú ý đến sự chuyển tiếp giữa hai cảnh khác nhau được thực hiện bằng Zoom Transition. Trước khi bắt đầu, bạn cần kiểm tra xem mình có thấy được cái Effect Control Window này hay không. Nếu không thấy, bạn chọn Menu Window, rồi trích vào Effect Control. Bước thứ nhất là bạn dùng con mouse click vào cái clip thứ nhất để chọn cái clip này. Giữ phím Shift trên keyboard xuống trong khi nhấn phím End. End là kết thúc, chứ không phải là N for November. Làm như thế, bạn kéo cái timeline marker xuống cuối các clip thứ nhất. Bây giờ vẫn giữ phím Shift xuống, bạn nhấn phím Right Arrow hai lần. Mỗi lần bạn giữ phím Shift xuống và nhấn phím Right Arrow, bạn kéo cái Timeline Marker tới trước 5 frames. Hai lần như vậy là được 10 frames. Bây giờ bạn dùng Razor Tool, tức là Tool có hình dao lam cắt ở chỗ Timeline Marker. Giữ phím Shift xuống bạn nhấn phím left arrow 4 lần rồi dùng razor tool cắt ở chỗ timeline marker dùng con mouse chọn cả hai cái đoạn clip vừa cắt right click và chọn menu next nhấn ok như thế bạn nối hai cái đoạn vừa cắt thành một clip duy nhất cái clip này gọi là transition clip Bước tiếp theo là bạn click vào cái panel effects. Chỗ search box này bạn đánh vào transform để tìm cái transform effect. Trong section Distort của folder Video Effects, bạn sẽ thấy có cái transform. Hãy drag nó vào cái transition clip. Bây giờ click vào cái transition clip rồi nhấn Shift Home để ra đầu clip trong cái Effect Control Window, bạn tìm cái Transform và click vào cái Timeline của Scale để nó có thể tạo ra các keyframes. Giá trị default của Scale hiện nay là 100. Hãy giữ nguyên như thế. Bạn sẽ thấy Adobe Premiere tạo ra keyframe thứ nhất. Bây giờ giữ phím Shift trên keyboard xuống, trong khi nhấn phím Right Arrow hai lần để kéo timeline marker vào chính giữa cái trang season clip. Sửa scale thành 300. Bạn sẽ thấy Adobe Premiere tạo ra keyframe thứ hai. Giữ phím Shift trên keyboard xuống trong khi nhấn phím End để kéo timeline marker vào cuối cái trang season clip. Bỏ phím Shift ra, nhấn phím left arrow một lần. Scale thành 100. Adobe Premiere tạo ra keyframe thứ ba. Right click trên các keyframe thứ ba, chọn menu is in. Right click trên các keyframe thứ hai, chọn menu auto. Bezier. Right click trên các keyframe thứ nhất, chọn menu is out. Gần xong rồi. Trong cái Effect Control Window, xóa dấu thích ở chỗ Use Compositions Shutter Angle. Sửa cái Shutter Angle thành 360 độ. Như vậy là xong. Di chuyển cái Timeline Marker xung quanh cái đoạn Transition, bạn sẽ thấy thành quả mình vừa tạo ra. Nếu thấy hình ảnh bị giật, thì bạn kéo cái Timeline Marker về phía trước cái đoạn Transition một chút, rồi nhấn vào phím ai. Rồi bạn kéo cái tham la marker về phía sau cái đoạn transition một chút. Nhấn phím O. Rồi nhấn phím Enter. Adobe Premiere sẽ render và play cái khúc đó. Chúc các bạn thành công!